lời chúa thật là kỳ diệu lời chúa đụng chạm tới đáy sâu tâm hồn con người lời chúa soi tỏ tất cả những cái ngõ ngách tối tăm nhất trong tâm hồn con người và vì thế lời chúa gây nên tất cả những phản ứng người ta nghe lời chúa không thể nào ngồi yên được Hôm nay trong bài tin mừng chúng ta thấy có những cái phản ứng khác nhau, người thì tin, người thì không tin, người thì theo, người thì chống. À, chúng ta thấy đa số những người chống lại Chúa Giêsu đó là những người có quyền thế. Đó, đây cụ thể đó là các thượng tế và những người pha-ri-siêu. đó là những người có quyền lực ở trong đạo vào cái thời đó <laughs> chưa kể sau này họ còn cấu kết với lại phe Herode và vận động philato là những người có quyền thế phải kết án chúa nữa còn những người tin theo chúa lại là những cái người bình dân nghèo khổ như là những cái thượng tế mạt sát những cái người theo chúa rằng chỉ có cái bọn dân đen này thứ người à, tin vào tên đó là những người dân đen những người không có quyền lực gì hết rồi những người chống chúa cũng là những người có cái địa vị cao ở trong xã hội nhờ vào trí thức của mình, cũng như những người biệt phái chúng ta biết là những người biệt phái thường là những người thông luật, những người dạy dỗ cho người ta đó. Thế thì những người này nói rằng đó, trong hàng thủ lãnh hay giới pharisêu có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn những người không biết lề luật mới tin đó là những người đáng bị nguyền rủa tuy nhiên có một nhóm người khác không chống lại chúa những người chống lại chúa đó là những người lý thuyết hiểu biết quyền thế nhưng ngồi ở trong nhà thôi chỉ nghe đồn thôi còn tất cả những người đến gặp gỡ chúa tiếp xúc với chúa thì đều tin Chúa Kể cả những cái người có quyền thế và có học thức Như trường hợp Nicodemo Chúng ta biết Nicodemo cũng là một người thuộc phái, biệt phái Là một người học thức Nhưng ông này đã gặp gỡ Chúa xù Cho nên ông đã bị thuyết phục và tin theo Chúa Ngày mai chúng ta đi ngắm đảng thánh giá Chúng ta thấy Nơi thứ 13, 14 Đều có bóng dáng ông Nicodemo này đó. Đến gỡ xác chúa Rồi liệm xác chúa Và an táng chúa trong mộ Đó là một con người trí thức Một người thuộc cái tầng lớp cao trong xã hội Nhưng nhờ gặp gỡ chúa Thì ông đã thay đổi Hay là đám vệ binh Những người vệ binh này Được các thượng tế Sai đi bắt chúa Yêu nhưng khi đến gặp Chúa Giêsu, nghe Chúa Giêsu giảng chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, tiếp xúc với con người Chúa Giêsu thì họ thay đổi thái độ và không bắt Chúa nữa. cho nên các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisee, họ liền hỏi chúng tại sao các anh không điệu ông ấy về đây. Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. các con thân mến hôm nay các con đến tính tâm lời chúa cũng đang chất vấn các con các con nghe lời chúa như thế nào lời chúa được sách thánh ví như là một thanh gươm hai lưỡi tách bạch xác với trí con người Tách bạch cốt với tùy con người soi rọi vào tận đáy lòng các con Hôm nay các con sẽ trả lời Chúa như thế nào Các con không thể nào thụ động Không có phản ứng Nếu không nghe lời Chúa Thì chống lại lời Chúa nếu không tin theo Chúa là phản lại Chúa Chúng ta phải chọn một lập trường một cái thái độ lời Chúa hôm nay đưa đến điều đó cũng như trong bài tin mừng đưa đến những cái cuộc tranh luận đưa đến những cái ý kiến và đưa đến những cái thái độ của những người lắng nghe Chúa mùa chay chắc chắn chúng ta phải nghe tiếng Chúa và lời Chúa <laughs> như ngọn đèn soi vào đáy lòng chúng ta soi vào những cái ngõ tối tâm tối nhất trong góc nhà chúng ta chúng ta thường ngày quét nhà đó nhưng mà ngày thường chúng ta chỉ quét sơ sài các lối đi thôi còn những cái ngày có nhiều thời giờ chúng ta mới quét sâu hơn và đặc biệt những cái dịp quan trọng như là trong nhà có cái lễ trọng lễ lớn hay là tết chúng ta mới quét thật kỹ moi móc cả gầm giường gầm tủ dọn dẹp nhà kho nhà bếp nữa và mỗi khi có dịp quét nhà thật kỹ chúng ta mới thấy có những cái chuyện thật lạ lùng có khi có những món đồ chúng ta mất lâu rồi đó tự nhiên thấy nó ở trong góc nhà hay là có khi ở trong gầm giường gầm tủ lại phát hiện những cái con chuột, con thần lằn chết ở trong đó. Và các con học tiếng Anh thì thấy nó có cái thành ngữ đó. A skeleton in the cupboard. Một cái bộ xương khô ở trong tủ áo nhà mình. Tức là đây nói về những cái vết thương, những cái bí mật của một con người hay của một gia đình không ai được phép động tới. Thế thì khi quét nhà lâu ngày lâu giờ chúng ta phải lục tất cả những cái đó ra khám phá ra tạ tất cả những cái bộ xương khô ở trong cái tủ áo nhà mình lời chúa có cái tác dụng đó soi chiếu vào tất cả những cái chỗ ngõ ngách bí hiểm nhất trong con người để lôi nó ra ánh sáng và chúng ta vì đó mà phải có một thái độ chúa đang hỏi các con hôm nay nghe lời Chúa thì các con có thái độ nào? Tin Chúa hay là không tin? và thậm chí có người không tin còn muốn giết Chúa nữa bởi vì thấy à, ông này ông ấy nguy hiểm quá, biết rõ tất cả mọi sự của mình như là trong bài say thánh thứ nhất, giết đi. À, rồi các cái biệt phái thượng tế thì cũng vậy đó, thấy Chúa Jesus quá nguy hiểm. Cho nên đã giết Chúa đi Thế nhiều khi chúng ta cũng muốn giết Chúa Đó là loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình Để cho lương tâm của mình yên ổn Khỏi bị cắn rứt nữa Còn lời Chúa cứ chất vấn mình hoài à, Lời Chúa cứ soi sáng vào những cái hành động đen tối của mình hoài Mình nhức nhối, mình không chịu nổi Thế thì hôm nay dịp tĩnh tâm Các con hãy moi móc tất cả mọi gầm giường, gầm tủ Mọi góc trong nhà kho nhà bếp để thấy rõ những con chuột chết những cái món đồ lâu năm mình quên lãng mình mất tích đi hay cả những cái bộ xương khô còn giấu kín ở đâu đó trong góc vườn nhà mình tìm cho ra hết để rồi chúng ta phải có một cái thái độ mới trở nên một con người mới lắng nghe lời chúa và trở lại với chúa ý thức cái thân phận nô lệ của mình để xin chúa cho chúng ta sức mạnh dứt bỏ những cái xiềng xích nô lệ nó đang bắt chúng ta cúi gầm mặt xuống đất nó bắt chúng ta chiều theo những cái dục vọng ghê gớm để chúng ta đứng thẳng người lên ngước mắt nhìn trời như một con người tự do thật sự chúng ta trở về với tình yêu của thiên chúa người con của thiên chúa đừng có như thằng con hoang đàng cứ bỏ nhà ra đi trốn cái ánh mắt của cha của mình nhưng trở thành nô lệ phải trở về với cha Xin lỗi cha Con đã lỗi phạm đến trời và đến cha Và lập tức trở về với cha Nó có tất cả Ở ngoài nó thiếu vắng tình yêu Bởi vì chẳng ai yêu nó Nhưng về gặp cha Nó được cha ôm lấy nó Và hôn lấy hôn để Ở ngoài thì bị đói khát Về với cha Nó được dọn tiệc bê béo ở ngoài thì bị đói rách bẩn thiểu Về nhà cha nó được mặc áo mới Được đầy tớ tắm rửa sức thuốc thơm ở ngoài thì buồn phiền nô lệ ở trong nhà nó lại trở thành thiếu gia được ngồi ở trên bàn được đầy tớ phục vụ được gian nhạc giúp vui chúa đang mời gọi chúa đang chờ đợi chúng ta chúng ta hãy lắng nghe lời chúa để lời chúa như cái thằng con hoang đàng đó soi rõ cái thân phận nô lệ của mình soi rõ những cái xiềng xích đang trói buộc mình để chúng ta xin Chúa giật đứt tung nó ra, tháo cởi nó ra, giải phóng chúng ta khỏi những cái đứa nô lệ đó để chúng ta được trở về làm con Chúa được tự do, được sống trong tình yêu thương trên một con người mới hoàn toàn thì chúng ta thật sự sống hạnh phúc.